Rồi giới thiệu với anh em, đây là một bộ độc lỗ thủy lực của Katut. À, thì đầu thì nó có tất cả là 8 bộ đầu, 1, 2, 3, 4, 5. Ở dưới này 3 bộ đầu nữa là 8 bộ đó. Bạc lót, ống lót đầy đủ luôn nha anh em. Hai cây ti đầy đủ luôn ha. Đây một cây ti lớn nè, còn cây ti nhỏ nữa đó, nó lọt dưới đây nè, còn cây ti nhỏ nữa đó. Bộ này thì xài ok, ngon lành, không lỗi lầm gì hết nha anh em. Tay bơm ok luôn đó. Nguyên bộ. Cái này thì cái hộp này có Katut, Katut Hydraulic Tool nè. Đó, độc lỗ thủy lực ha. Đó, thì mấy cái chén này thì có chén của Izumi, có chén của Katut, nó lẫn lộn với nhau. Đó, thì 8 cái chén, có tất cả là 8 cái chén này. Đó. Đó, thì anh em cần xài thì cứ nhắn tin cho mình ha. Rồi, thông số của nó thì mình sẽ chèn bên phải màn hình ha. Anh em coi cho nó dễ. Đó, thì cho anh em coi sơ qua mấy cái chén nè. Đó, cái này là của, cái chén này là 19 ly. Ha, đột lỗ 19 ly nha nè. Đó, đây có số 19 nè, 19 ly ha. Cái này còn ok. Đó, cái nào ok nó ok nha anh em. Rồi cái này của Izumi. Đó, cái này của Izumi nè. Cái này cũng còn ok nè. Cái này hình như là đột 20 mấy ly á. Để chút mình chẹn bên này mình mới nhớ được. Đó. Rồi, đây là cái chén của Izumi luôn. À, chén Izumi luôn. Còn ok luôn. Đó, khuôn chén ok luôn á. Rồi tiếp theo. Đây là cái chén phi 50. Đó, chén phi 50 còn bén lắm nha nè. Còn bén ok luôn á. À. Đó. Rồi đây nè. Đây là cái chén phi 55. Đó, chén này phi 55. Chén này thì không đẹp lắm nha anh em. Đó, nó hơi cấn đi chút xíu nè, nhưng mà em đọt em cắt cho ok ha. Hơi cấn nhẹ đi xíu. Đó, cái nào xấu mình nó xấu ha. Rồi để mình lấy ba cái chén lớn dưới lên. Đây là ba cái chén lớn. À, lấy ở dưới lên. Đó. Hình bán một bộ là tất cả là 8 cái chén như hình luôn. Cái này của Izumi nè. Đó, cái này cũng ngon, còn tạm được. Ha. À, đó, 8 bộ, 8 chén như hình luôn nha nè. Rồi cái này là phi 67 nè. Này phi 67 nè, thông số đường kính mình để bên phải màn hình cho anh em quan sát cho dễ nha. Đó. Rồi cái này lớn nhất nè. Đó, cái này là 70 luôn nè. Anh thấy không? 70 ly nè. Đó, thì nó lẫn lộn giữa Izumi với Katut. Đó, nhưng mà xài thì xài ok. Đó, cái hộp này có Katut, tay bơm Katut. Đó, cái đầu thì cũng có Katut luôn. Nó xài thì anh em gắn ti vô đây anh em xài thôi. Dặn cái ti vô đây. Đó, anh em bỏ vô vậy nè. Ha. Đó, anh bỏ cái chén vô, rồi mình cái tấm sắt mình khoan lỗ cái mình đút vô đây. Rồi cái này mình gắn bên ngoài. Đó. Rồi lúc đó cái tay á, tay mình bơm. Mình bơm cái tay, cái ti này sẽ thụt vô, nó sẽ kéo cái chén vô vậy nè. Đó, kéo cái chén vô. Đó, nó sẽ cắt ha. Rồi, đầy đủ. Đó, cái này là cái chêm để anh em chêm vô, nếu mà cái tấm sắt của anh em mà nó ở ngoài này nè, ha. Anh em dặn không vô hết thì mình chêm này vô nè. Đó. Tại vì chén nó có chén dày, chén mỏng, nó khác nhau. Đó cho nên là mình phải chêm. Ví dụ như mình xài cái này thì nhỏ xíu vậy nè. Đó, mình phải chêm vô. Đó, mình chêm hai ba cái bạc vô. Ha. Nè, ở đây có một cái bạc nữa nè, anh em chêm vô đây. Đó. Thì tùy cái đó tùy biến của anh em thôi. Cái nhỏ thì mình xài cái ti nhỏ, còn cái lớn mình xài cái ti lớn nè, ti nhỏ mình nhận vô đây. Nè. Ha, mình có thể nối vô đây được luôn. Nó dễ vậy. Nè, đó anh em nối vô đây nè. Nối vô đây rồi mình chêm bạc để mình xài những cái nhỏ. Ha.